hai cho mẹ cùng chăm chung một đàn cho con. Chuyện lạ hiếm gặp nhưng đã xảy ra ở trại chó Rottweiler Gervie Hà Nội. Đây là đàn chó con của Pila. Sau khi Pila đẻ xong thì con gái Melsie nhảy vào ổ đẻ đòi chăm các em luôn. Melsie và Pila thì đẻ sát ngày nhau. Lúc mà Melsie đẻ thì Pila cũng nhảy vào chăm, nhưng mà Pila đẻ sau cho nên là Pila không có sữa, chó con nó không theo. Với đàn chó con của Pila thì Melsie nhảy vào chăm và đàn chó con coi như là có hai mẹ. Và sau khi Pila đẻ thì hai mẹ chăm hai đàn chó con luôn. Đây là đàn con của Pila Vom Kumasi, chó cái nhập Đức, và Bruno is Royal Slendio, chó Đực, vô địch trẻ Lithuania. Khi mà con chó con nó kêu thì cả hai mẹ đều chú ý. Bình thường thì sẽ rất là khó để cho các cái con chó cái mà nó ở gần nhau khi mà nó chăm con. Nhưng mà Pila và Melsie thì là hai mẹ con và được nuôi chung. Và cái quan trọng thì là con chó nó theo tính của chủ. Nó sống, nó sẽ học theo cái cách hành xử của chủ thôi. Chúng ta có thể nắn được. Đây, như trường hợp này là một ví dụ. Khi con chó mẹ mà nó đẻ, nó chăm con thì cái độ đề phòng nó rất là cao. Và nó sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cái đàn con của nó. Không cho bất kỳ một con chó nào được phép lại gần. Nhưng mà Pila với Melsie hay là kể cả Siro nữa, như nếu mọi người xem các cái video của Rottweiler Gervie thì mọi người sẽ thấy có những cái đoạn mà cả Siro cũng chăm, dù là Siro là chưa đẻ. Siro thì là con của Melsie, tính ra là Pila là bà ngoại, Melsie mẹ và Siro thì là con. Ba đời cùng chăm hai đàn cho con, vô cùng hiếm gặp các bạn ạ. Ở Việt Nam thì mình cũng chưa có nhìn thấy bao giờ cả. Còn trên thế giới thì không biết, nhưng chắc là sẽ rất là ít. Nhất là với những cái giống chó mà cái bản năng tự vệ của nó rất là cao như là Rottweiler. Rottweiler là giống chó mà bản năng tự vệ của cái giống chó nó rất là cao, tự vệ và bảo vệ. Mọi người thấy hai bà mẹ có đáng yêu không? Pila và Melsie, Melsie Gervie và Pila Vom Kumasi. Đây là tập 1, sẽ có tập 2 khi mà đàn chó con nó lớn hơn một chút. Mọi người cùng đón xem nhé. Cảm ơn mọi người đã xem các video của Rottweiler Gervie. Nhớ like và share các video mà các bạn thích. Thank you and see you again.